Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 7 nói rằng ông muốn chủ động nâng mức độ mở cửa của Trung Quốc lên một tầm cao mới và đẩy mạnh cải cách thể chế trong hợp tác nước ngoài về thương mại, đầu tư, tài chính và đổi mới. Theo sau đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đã viết, xin trích: Trung Quốc đã gắn bó với cách tiếp cận cởi mở với các nhà đầu tư toàn cầu, trong khi cố gắng duy trì đà tăng trưởng của chính mình. Nói như vậy là sai. Đầu năm nay, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đàn áp sâu rộng đối với các công ty tư vấn và thẩm định, làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư. Vào tháng 3, họ đã đóng cửa các văn phòng tại Bắc Kinh của công ty thẩm định doanh nghiệp Mintz Group của Hoa Kỳ và bắt giữ 5 nhân viên của công ty này. Tháng 4, cảnh sát Trung Quốc xét văn phòng ở Thượng Hải của công ty tư vấn quản lý Mỹ Bain & Company và tin nói là cảnh sát đã tịch thu máy tính và điện thoại. Một doanh nhân Hoa Kỳ nói với Reuters, Bắc Kinh muốn tiền và công nghệ nước ngoài, nhưng họ sẽ không chấp nhận các công ty uy tín của Hoa Kỳ thẩm định các đối tác Trung Quốc hoặc môi trường kinh doanh. Vào tháng 6, Trung Quốc đã áp dụng một quy tắc mới, thắt chặt kiểm soát dữ liệu trong nước. Đến tháng 7, một phiên bản sửa đổi luật chống gián điệp của Trung Quốc đã có hiệu lực, mở rộng đáng kể định nghĩa về các hoạt động gián điệp. Ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc, cảnh báo luật sửa đổi đang có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý kinh doanh. Ông nói thêm rằng, niềm tin vào thị trường Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa nếu không có định nghĩa rõ ràng về những gì cấu thành hoạt động gián điệp.